Kính thưa quý vị, trạm thu phí bị cấm vẫn ngang nhiên hoạt động. Sáng nay, trạm thu phí Tàu Xuyên nằm trên quốc lộ 1A đi qua thành phố Thanh Hóa vẫn tiếp tục thu phí các phương tiện giao thông, dù trước đó Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã quyết định chấm dứt hoạt động của trạm từ ngày 1 tháng 10. Hoạt động của trạm thu đắt nhất nước đã khiến các tài xế bất bình dừng lại giữa đường khiến giao thông bị ùn tắc. Một số người cho biết, không chỉ bán vé mỗi lượt qua, trạm Tàu Xuyên vẫn bán cả vé tháng. Trước việc công ty BOT đường qua Thanh Hóa phớt lờ chỉ đạo của Bộ Giao thông, 10 giờ sáng cùng ngày, Hiệp hội Vận tải Thanh Hóa và VCCI Thanh Hóa đã cử người ra ngăn cản việc bán vé, nhưng nhân viên trạm không chấp thuận nên tình hình trở nên khá lộn xộn. Hàng trăm người lái xe không mua vé và cho dừng phương tiện khiến tuyến qua đây bị tắc nghẽn khoảng 20 phút. Đến 10 giờ 30, công ty BOT đã tạm thời ngừng bán vé, nhưng Hiệp hội Vận tải Thanh Hóa vẫn phải cử người túc trực tại quầy bán vé để ngăn phía công ty thu phí trở lại. Chiều hôm nay, vẫn đang có hàng trăm là người lái xe tập trung trước khu vực nhà điều hành để đòi lại số tiền đã mua vé tháng trước đó. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty BOT không có mặt tại cơ quan, còn các nhân viên từ chối giải quyết. Công an tỉnh Thanh Hóa, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cũng đã có mặt để can thiệp vụ việc. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, đã trực tiếp liên lạc với Bộ Giao thông Vận tải để xin ý kiến, nhưng vẫn chưa nhận được hướng dẫn xử lý. Ông Sinh cho biết thêm, hoạt động của trạm thu phí Tàu Xuyên do công ty BOT đường tránh Thanh Hóa trực tiếp ký với Bộ Giao thông, nên tỉnh không có thẩm quyền để yêu cầu trạm thu phí này ngừng hoạt động. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, mặc dù địa điểm thu phí mới tại thị xã Bỉm Sơn thay thế cho trạm thu phí Tàu Xuyên Thanh Hóa chưa hoàn thành, nhưng công ty BOT vẫn phải ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 10. Trong trường hợp tỉnh Thanh Hóa muốn kéo dài thêm việc thu phí tại vị trí trạm cũ, vẫn có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giải tỏa, bàn giao mặt bằng 4 làn xe cho công ty BOT đường qua Thanh Hóa xây trạm thu phí mới, nhưng do công ty này chậm triển khai nên hiện trạm thu phí mới vẫn dở dàng.